Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Trị Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết, và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinza chứa các dưỡng chất thiết yếu phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinza nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinza. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được sự phối hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long cùng với công ty tổ chức sự kiện Việt với sự đồng hành của công ty dược phẩm Vinh Gia. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn một vấn đề rất là quan trọng, nó ảnh hưởng đến nữ giới rất là nhiều thưa quý vị, đó là chủ đề viêm lộ tuyến cổ tử cung không chừa một ai. Ngay bây giờ quý vị có thể liên hệ ngay số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn. Thưa quý vị, viêm lộ tuyến tử cung là một trong những bệnh lý thường gặp ở chị em phụ nữ. Bệnh không chỉ khiến cho chị em phụ nữ gặp những rắc rối, phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn một mối nguy hại lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ. Vậy thì bệnh này là căn bệnh như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia ngày hôm nay. Nhưng trước khi gặp gỡ chuyên gia ngày hôm nay thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã ghi được. Hiện nay, hầu hết nữ giới đều mắc phải bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung và có xu hướng tăng cao trong những năm gần đây. Theo một số thống kê cho thấy, những người đã kết hôn có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn những người chưa kết hôn. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục đều là nguyên nhân chính gây viêm cổ tử cung. Sau đó nhiễm khuẩn đi lên, gây viêm nội mạc tử cung và viêm tiểu khung. Với những nguy cơ như thế nên lộ tuyến có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Ở một số trường hợp, lộ tuyến cổ tử cung có thể gây vô sinh và có thể dẫn đến ung thư. Ngoài ra, bị lộ tuyến kèm viêm cổ tử cung nếu kéo dài sẽ làm cho cổ tử cung to và dài ra, nên nhiều khi tưởng lầm là sa dạ con. Bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung thường khiến cho nữ giới có cảm giác khó chịu, hay cáu gắt và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như hiệu quả công việc. Đó là những hình ảnh mà nói về căn bệnh mà chúng ta cùng trao đổi ngày hôm nay, và xin giới thiệu chuyên gia ngày hôm nay, đó là bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Thái Hà. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ đó là bệnh viêm lộ tuyến tử cung là bệnh như thế nào, và cái căn bệnh này có dễ điều trị hay không, và nó gặp rắc rối thế nào với đời sống của chị em phụ nữ? Dạ, xin trả lời anh Linh. Cái này là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Yeah. Thì mình cứ tưởng tượng là cái tử cung thì nó có hai cái bộ phận. Một cái bộ phận nằm trong bụng người phụ nữ và một cái bộ phận nó nằm bên ngoài, nhưng nó nằm ở phía trong âm đạo, người ta gọi là cái cổ tử cung. Và chính cái cổ tử cung này nó mới dễ bị viêm nhiễm, cho nên mình mới hay gọi là viêm cổ tử cung, viêm âm đạo này nọ. Đó. Và cái lộ tuyến thì cũng nói rõ là nó có hai cái danh từ, tức là cái cổ tử cung này nó có hai cái, một cái là lộ tuyến và một cái là viêm lộ tuyến. Đó, để cho mình hiểu. Nhưng mà kể cả lộ tuyến và viêm lộ tuyến thì không một người bệnh nhân nào biết hết, chỉ trừ khi anh đi khám cái vô tình, bác sĩ sản phụ khoa chúng tôi khám cái thấy thì báo lại cho người bệnh biết. Vì cái này nó không thể hiện gì nếu như nó không nằm trong cái tình trạng viêm. Vì nó lộ tuyến là cái chuyện bình thường. Đó, nhưng nó viêm lộ tuyến thì lúc đó mình đi khám là mình vì cái bệnh khác. Thí dụ như mình ngứa ngáy, mình hôi, huyết trắng hôi, hoặc là ra quá nhiều, hoặc là nhân tiện đi khám sức khỏe định kỳ của cán bộ công nhân viên nhà nước.
6 tháng một lần, 1 năm một lần thì lúc đó vô tình mới phát hiện ra. Chứ còn cái hình lộ tuyến cái cổ tử cung thì nó, nếu đúng là lộ tuyến không thì nó không phải là bệnh lý. Nhưng cái triệu chứng của nó không thể nhận biết bằng mắt thường được hay là cảm nhận được? Không, không cảm nhận được mà chỉ là vô tình thôi. Hoặc là khi nào mình bị gọi là tình trạng viêm cùng với nó thì lúc đó mới phát hiện ra. Cái này rất là nguy hiểm. Nhiều khi chị phụ nữ ở vùng sâu vùng xa đó, ít cái khám định kỳ thì họ không nhận biết được và không biết thế nào. Và khi mà khám bệnh thì nó nặng quá. Dạ, chính vì vậy mà cho nên là y tế, ngành y tế của Việt Nam mình khuyến khích tất cả các chị em phụ nữ tối thiểu phải đi khám phụ khoa 6 tháng một lần, là vì cái chuyện, vì cái cổ tử cung này, vì cái tình trạng mà lộ tuyến này nó có thể dẫn cái cổ tử cung này này, nó bị lộ tuyến rồi nó bị viêm lộ tuyến và nó có thể bị ung thư cổ tử cung. Đấy. Rất là nguy hiểm, nhưng nó không có dấu hiệu gì hết. Không có dấu hiệu gì hết. Chính vì vậy cho nên là cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung gần như là đứng hàng đầu ở phụ nữ. Chính vì thế mà Quỳnh Linh nghĩ rằng là các chị phụ nữ phải thường xuyên thăm khám. Chúng ta tầm soát được cái bệnh này thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều. Dạ, cũng không nên thường xuyên lắm đâu. Vì thường xuyên vì cái này nó đi khám. Nếu tại vì anh Linh không phải là phụ nữ. Chứ nếu là phụ nữ, anh Linh hỏi vợ anh xem cũng ngại đi khám lắm. Vì cái này nó hơi tế nhị. Chỉ khi nào bệnh mới đi khám. Nhưng mình nên động viên bà xã. À, em không bệnh gì, nhưng 6 tháng em nên đi khám một lần. Dạ, cứ 6 tháng là tầm soát một lần. Dạ. Quý Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu tình huống thứ nhất của chương trình. Ông Sơn, cái gì mà đang đi làm sếp kêu ông rầm rầm trống luôn mà ông ngồi đây ông đọc sách là sao? Không cái tâm trí gì hết trơn thiệt. Làm gì cũng có tâm trí. Nói nghe nè, chiều nay đi đá banh với tôi đi. Tụi nó rủ một đám 5 giờ chiều nay đá vui lắm. Thấy không? Ừ. Nhiều lúc mình đi ra ngoài mình cũng khuây khỏa ha. Ừ. Nhưng mà sợ đá không nổi không? Làm gì đá không nổi? Ông dạo này ông sao á? Hồi tối qua tôi rủ ông đi nhậu chung tôi, ông cũng đi. Giờ rủ đá banh ông cũng không đi là sao? Sao? Có chuyện gì buồn đúng không? Giờ nói chung cũng không có gì, chuyện gia đình chút thôi, không có gì đâu. Chuyện gia đình là chuyện gì? À rồi thôi tôi biết rồi. Ông với vợ ông ly dị rồi đúng không? À, không phải. Chứ sao? Gia đình ta đang hạnh phúc mà. À rồi thôi tôi biết rồi. Vợ ông ngoại tình đúng không? Ừ, không phải. Ê! Không phải, đã nói là đang hạnh phúc mà không phải là vợ tôi. À, vấn đề nằm ở chỗ ông. Ông với vợ ông đang hạnh phúc. Rồi có một bữa nào ông ra ngoài đường, ông gặp một con nhỏ nào tin tin, ông yêu nó, cái ông làm con người ta có bầu. Vợ ông lo lắng phải không? Đúng rồi. Rồi ê, chứ sao? Lợi dụng người ta không có tập trung, hỏi tầm bậy rồi ngồi đó đoán mò. Tôi mệt ông quá, bây giờ gia đình ông có chuyện gì thì ông nói đi. Tôi có kinh nghiệm gì tôi chia sẻ với ông, làm gì mà ông giấu tôi hoài vậy? Nhưng mà ông đàn ông không nhiều chuyện lắm ơi. Thì đàn ông này mình cần phải chia sẻ với nhau hơn chứ có gì đâu nhiều chuyện. Ông cũng có vợ đúng không? Ừ. Mấy chuyện này nói chắc cũng không sao đâu ha. Thì nói đi chứ có gì đâu. Nói chung là nó không có dính dáng gì chuyện tình cảm vợ chồng. Ừ. Nhưng mà nó cũng có liên quan tới vợ tôi. Vợ ông sao? Bị mấy cái bệnh khó nói mà. À thôi tôi hiểu rồi. Khổ ghê. Vợ ông bị bệnh phụ nữ đúng không? Sao rành vậy em nội? Trời ơi, tôi cũng có vợ mà. Mà vợ ông bị bệnh gì? Thì nói kỳ không? Có gì đâu kỳ, bệnh gì? Bị cái mà gì mà gọi là viêm lộ tuyến tử cung. Trời đất ơi, nặng dữ vậy hả? Nặng hả? Trời ơi, cái bệnh này là ông phải chở vợ ông đi điều trị liền nha. Cái bệnh này không phải là cái bệnh bình thường đâu, nó nặng lắm à. Thì đó, tôi có rành đâu, bởi vì khổ ghê, cứ lo lắng. Nhưng mà bị vậy rồi, hai vợ chồng ông có gần gũi nhau không? Hỏi chuyện tới vậy, vợ chồng mới gần gũi nhau chứ, giữ lửa chứ. Trời đất ơi, vẫn gần gũi luôn hả? Trời ông nội, ông không biết gì hết. Sao? Người ta đã nói là hai vợ chồng mà đang bị bệnh như vậy đó là kiên cử không có được quan hệ với nhau. Rồi ông mà quan hệ ha, rồi là vợ ông lây bệnh cho ông, lây qua lây lại, lây tới lây lui là hai người bệnh hoài không hết luôn á. Nói nghe thấy ghê ông nội. Thiệt mà tôi nói thiệt. Không tin hả? Sao không biết? Không tin thì hỏi bác sĩ đi. Hỏi bác sĩ hả? Ừ. À đúng rồi, mình phải đi khám mới biết đúng không? Đi khám đi. À mà công nhận ông nhiều kinh nghiệm quá ha. Chứ sao, tôi cũng có vợ mà, vợ tôi hồi xưa cũng bị mà. Vậy luôn hả? Đó là câu hỏi của các nhân vật. Vậy thì có lây nhiễm từ vợ, từ chồng sang vợ hay không, hay chồng? Dạ, trước nhất là nói về cái tình huống này, tức là cả hai bà vợ cùng bị,
Có nghĩa là cái số người mà phụ nữ mà bị viêm lộ tuyến này rất là nhiều. Đó, nhiều nhưng mà thường nó xảy ra ở trong cái tuổi người ta gọi là cái tuổi sinh đẻ. Tức là cái tuổi, chứ còn mấy bà già thì ít đi. Tại vì cũng phải nói là cái lộ tuyến này tức là do cái lượng cái nội tiết trong người mình nó, cái lượng nội tiết nữ nó hơi cao. Đó, nó cao hơn thì nó làm rối loạn, nó mới lộ cái tuyến. Thay vì cái tuyến nó nằm ở trong thì bây giờ nó lộ ra ngoài. Đó, thế nhưng mà nó thêm cái tình trạng viêm nữa thì lúc đó mình mới nhận biết ra. Nhưng khi viêm một cái á, thì anh ngứa ngáy, anh chảy dịch, thậm chí có khi trong quan hệ anh chảy máu nữa. Thì cho nên là cái ông chồng chỉ có đứng ngoài thôi, không làm gì được. Chứ nó không lây ra qua cho ông chồng. Trừ trường hợp là cái lộ tuyến này cộng với một bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm. Thí dụ như lậu giang mai đồ cái gì thì nó mới lây cho ông chồng. Chứ còn nếu tình trạng viêm lộ tuyến không là không có lây. Dạ. À, vậy thì để xác định mức độ tình trạng và cách điều trị hiệu quả chị em nên làm gì? Dạ, tốt nhất là đi khám giống như cái ông kia nói đó. Dạ. Dạ. Thông thường thì xác định được mức độ và tình trạng bệnh thì các chị em nên điều trị thế nào? Quy trình điều trị ra sao thưa bác sĩ? Cái này thì không gọi là quy trình anh Linh. Mà nên đầu tiên thì là mình nên đi khám phụ khoa khi mình thấy bất thường, hoặc là 6 tháng một lần. Còn tùy mức độ nặng nhẹ của cái tình trạng lộ tuyến có kèm theo viêm hay không thì bác sĩ người ta sẽ hướng dẫn cho mình là cái mình nên, thí dụ như mà nhẹ nhàng, không phải chỉ là cái tình trạng viêm nhẹ thôi thì là có thể đặt thuốc tại chỗ. Đấy, và chủ yếu là cái đặt thuốc tại chỗ. Đó, để vì cái chỗ đó nó hơi sâu cho nên là cái hiệu quả của cái thuốc á nó lại tùy vào cái kỹ thuật, cái kỹ năng đặt của từng người. Đó, chứ còn chủ yếu là đặt thuốc, trừ khi trường hợp mà nó cộng thêm một cái viêm nhiễm khác nữa nặng nề hơn thì lúc đó mới có kết hợp thuốc uống, chứ chủ yếu là thuốc đặt tại chỗ. Dạ. Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống của chương trình. Trời ơi, tự nhiên rủ tao qua đây cái nằm đóng vậy? Gì? Rủ tôi qua đây làm gì? Ăn uống chơi bời gì không? Sao không thấy bài gì ra chứ vậy? Ăn uống gì? Là sao? Tôi rủ bà qua đây là bữa nay tôi muốn kêu bà đi khám với tôi. Bà bị bệnh hả? Nhưng mà bị bệnh gì? Nói mà bây giờ tôi nghĩ là thôi tôi không đi khám đâu, tại tôi sợ quá. Trời ơi, đi khám bệnh thì đi thôi, có gì đâu mà sợ. Sợ chết phải không? Trời ơi, tôi nói cho bà nghe nè, lớn rồi mà sợ chích cái gì. Chích nó không có đau gì hết á, chích đụng nhẹ như kiến cắn vậy nè, không có đau gì hết á. Mà đau tôi cho bà ăn kẹo là bà hết đau liền à, chịu không? Bà làm như tôi con nít vậy, đau cho tôi ăn kẹo. Khủng quá à. Tôi bị cái bệnh khó nói mà. Bệnh gì mà khó nói? Trời, bây giờ bà nói đại đi, ở đây có hai đứa mình nè, đâu có ai đâu. Tôi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Trời ơi, bà bị bệnh viêm lộ tuyến. Trời ơi, bây giờ sao ta? Tôi mắc cỡ lắm. Tôi bị lâu rồi nhưng mà tôi biết sao không? Người ta nói đi khám cái đó là khám ngay cái chỗ đó. Trời ơi, tự nhiên cái đi vô đó rồi cái bác sĩ chỗ khám ngay cái chỗ đó kỳ lắm. Trời ơi, bây giờ bà ngồi đó bà sợ mắc cỡ, bà sợ người ta thấy. Bây giờ bà muốn chết vì mắc cỡ hay là bà muốn để cho bệnh chết? Mà tôi nói cho bà nghe nha, bệnh này là ghê lắm đó. Bà mà để lâu hả là bà bị vô sinh luôn á. Mà tôi nói cho bà nè, vô sinh đó là lúc đó chồng bà chán bà, bỏ bà đi kiếm con khác đẹp hơn bà luôn. Rồi hả, nó đẻ đầy nhà rồi bà đi ra đường ở luôn á. Mà ra đường ở chưa chết đâu nha, bị ung thư. Trời, bị ung thư còn ghê hơn nữa. Bây giờ bà muốn chết vì mấy cái chuyện đó hay là bà muốn chết vì mắc cỡ? Giờ tôi hỏi bà đó, bà có đi khám không? Bà nói tôi nghe thấy ghê quá vậy. Thấy ghê vậy luôn đó. Giờ có đi khám không hay là muốn chết luôn, ngồi đây cũng chết. Cái gì vậy? Hả? Hả? Đi đâu vậy? Đi khám bệnh. Ủa, tự nhiên cái đứng lên đi luôn vậy đó hả? Tôi vậy đó, nói là làm liền, không lần hơi quên. Ê, trời, cái bà này. Viêm lộ tuyến cổ tử cung có thể gây ung thư được không? Hay là bị có thể bị vô sinh được không?
Dạ, viêm lộ tuyến là một trong những nguyên nhân mà nó có thể sẽ đưa đến ung thư. Dạ, chứ không có đưa đến tình trạng vô sinh. Nó không phải là nguyên nhân chính để đưa đến tình trạng vô sinh. Nhưng mà thí dụ như anh lộ tuyến rồi anh viêm lộ tuyến, anh viêm nặng nề quá, anh sẽ gây ra viêm ngược dòng, anh viêm luôn phần phụ. Đấy, thì lúc đó là anh sẽ vô sinh. Đó, nhưng mà viêm lộ tuyến thí dụ như này, nó gây ra cái, nếu mình biết mình bị viêm lộ tuyến, cái tự nhiên cái sinh hoạt hàng ngày mình nó bị ảnh hưởng ngay. Thí dụ như bác sĩ dặn tôi là mỗi tối phải đặt thuốc một lần, trong thời gian đặt thuốc thì không được quan hệ với ông chồng. Nhưng mà rồi ông chồng ông, rồi có những người thì người ta đặt thuốc 5 ngày, 3 ngày, 1 ngày. Nhưng có những người người ta đặt lâu quá, 10 ngày. Ông chồng ông hỏi, ủa rồi, bà đặt thuốc hoài vậy rồi tôi, bà đặt vào đâu? Đó, thì đâm ra là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của gia đình. Yeah. Cho nên là mình biết bệnh, đi khám để cho cái quá trình điều trị, thời gian điều trị của mình nó ngắn lại. Dạ, thưa bác sĩ, diệt tuyến là một trong thủ thuật quy trình điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Vậy thì diệt tuyến bao gồm những cái phương pháp nào? Có phải ai bị viêm lộ tuyến cổ tử cung cũng đều phải điều trị theo cái diệt tuyến không ạ? Trước nhất thì cũng nói với anh như thế này, tức là không có cái chuyện diệt tuyến. Cái người phụ nữ bình thường trong tuổi sinh đẻ là phải có cái tuyến nội tiết. Và cái lộ tuyến này cũng như nói với anh lúc nãy, tức là nó do cái quá trình cái nội tiết tố nữ mình nó hơi cao hơn, nó bị rối loạn tí thì nó lộ cái tuyến ra ngoài. Thế và không gọi cái điều trị, không gọi là diệt tuyến được. Tại anh diệt tuyến tức là anh làm cho mất hết cái tuyến đó thì không làm được. Tại vì cái này nó do cái estrogen trong người phụ nữ nó tiết ra nó quá nhiều, nó làm cái tuyến cái của cái cổ tử cung thay vì anh lấp vào trong thì anh lộn ra ngoài. Đó, rồi anh mới bị gặp viêm nhiễm nữa nên anh mới bị viêm. Nên người ta không gọi là cái quá trình diệt tuyến mà chỉ điều trị chống viêm mà thôi, chứ không diệt tuyến. Nhưng trong quá trình điều trị thì nó có rất là nhiều cái cách, nhưng chủ yếu là đặt thuốc và uống thuốc. Còn lại những cái thủ thuật khác, thí dụ anh cũng thấy là một vài nơi người ta có làm, thậm chí các bệnh viện lớn cũng có làm, thí dụ như là áp lạnh, những người ta gọi là thủ thuật đó. Dạ, áp lạnh, đốt điện, rồi nói chung là như vậy á, thì chỉ thực hiện khi có chỉ định của bác sĩ mà thôi. Tức là gì? Khi anh có nghi ngờ về một cái tổn thương, trông thì giống lộ tuyến nhưng có thể gây ung thư, có thể đây là nguyên nhân ung thư, lúc đó người thì là không gây ung thư chứ. Đây chính là cái nguyên nhân, lộ tuyến thấy rồi, điều trị hoài hết rồi, hết sinh đẻ rồi, đó, không có cái, không phải là cái yếu tố đưa đến ung thư, không có cái nguy cơ ung thư, lúc đó người ta mới làm một vài cái thủ thuật, chứ không phải là cái này là một trong những cái biện pháp điều trị. Trong cái quá trình mà mình điều trị đó, thì ngoài cái anh đặt thuốc ra, rồi anh có thể uống thuốc kèm theo để cho nó có thể là nó chống đỡ với lại phù hợp tác với nhau để cho làm cái quá trình lành nó nhanh hơn. Thế ngoài các cái kháng sinh, ngoài các cái thuốc thông thường thì mình vẫn có thể xài thêm các cái sản phẩm, thí dụ như nữ vương niêu. Vì cái nữ vương niêu nó làm cho anh tăng cái sức đề kháng, làm nhanh lành vết thương. Đó, cho nên anh có thể là sử dụng cái sản phẩm này ở trong cái quá trình điều trị được. Dạ, cảm ơn bác. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem tình huống của chương trình như sau. Ngồi đây nha ông, chị lấy nước cho uống. Khỏi chơi, không uống đâu. Ủa sao vậy? Làm gì này buồn vậy? Chị, hả? Em hỏi này nha, hết bệnh chưa? Hết rồi. Hết rồi hả? Ừ. Ôi, sao hay quá vậy? Chị, em hỏi này nha, chị đau không? Không có đau nhưng mà phức tạp lắm. Phức tạp hả? Phức tạp quá. Làm gì vậy? Làm gì bữa nay mà tự nhiên đi qua đây hỏi tôi, hỏi này hỏi nọ là sao? Có chuyện gì nói nghe coi. Thì bị đó đó. Bị gì? Bị cái đó đó. Bị cái đó là bị cái gì? Thì đó đó. Trời đất ơi, 895 loại bệnh bà nói bị đó đó là tôi biết cái gì? Thì bệnh, bị bệnh nó không được. Đừng nói với chị là em có bầu nha. Không có. Trời ơi, khổ quá. Chứ bị bệnh gì thì nói đại đi.
Em bị bệnh viêm lộ tuyến tử cung. Tụi em có biết đó. Chà. Bởi vì bữa nay mới qua đây em hỏi chị là chị ở đâu, với bác sĩ nào chị giúp em với đem đi khám. Thôi, khỏi khám. Cái gì mà khỏi khám chị, không có được đâu. Ôi, không, em phải đi khám. Sao vậy? Trời, chị nghĩ coi, em mà không đi khám rồi lỡ mai mốt hả, nó bị nặng hơn. Rồi em bị vô sinh rồi em không đẻ được chồng em, chán em cái đi ra ngoài nó lăng nhăng với mấy con khác, rồi lúc đó em chưa kịp bị đuổi ra khỏi nhà nữa, cái em bị ung thư rồi em chết luôn rồi sao chị? Tỉnh làm gì mà một bộ phim mà chiếu hai lần vậy hả? Suy nghĩ diễn tưởng hả? Ý gì nó khỏi khám đây là chị chỉ cho em cái thuốc này hay lắm, đợi đi tôi vô nhà tôi lấy cho. Nè, trời ơi, cái này là thuốc rất là hay luôn. Thuốc hả? Vậy là khỏi cần đi bác sĩ hả chị? Khỏi cần. Nhưng mà em thắc mắc đó là cái thuốc này không biết công dụng nó là gì. Mà với lại cái thuốc này có chữa được triệt để cái bệnh viêm lộ tuyến tử cung của mình không chị? Xài thử đi rồi biết. Xài thử ha. Xài thử rồi mới biết. Cần gì phải xài thử, chi có bác sĩ để hỏi luôn. À, trên tay của nhân vật đang cầm nữ vương niêu, vậy thì bác sĩ có thể nói là cái tác dụng của nữ vương niêu thế nào đối với cái bệnh này? Dạ, cái sản phẩm này á, thì là nó không phải là cái thuốc điều trị, người ta gọi là điều trị cấp thời, không phải là cái thuốc điều trị triệt để, nhưng mà nó là cái để cho nâng cái khá thể của mình lên, tức là hỗ trợ cho mình. Thay vì bây giờ tôi phải điều trị cả 2 năm, 3 năm đó, cứ tái đi, tái lại, tái khám hoài đó, thì có thể mình sẽ, cái thời gian tái khám nó lâu hơn đó. 6 tháng tôi mới tái khám một lần. Tại vì anh uống thuốc như thế này thì nó hỗ trợ anh, nó làm nhanh lành vết thương anh. Thế thôi đó. Yeah. À, nãy chúng ta có nói về diệt tuyến. Vậy thì nghe nói diệt tuyến có thể gây khó khi thụ thai và khó khi sinh đẻ tự nhiên. Điều này có đúng không ạ? Dạ, cái này là đúng anh Linh. Tại vì anh diệt tuyến có nghĩa là anh làm cái thủ thuật, anh làm cái thẹo ở ngay cái chỗ đó, ngay cái cổ tử cung. Mà cái cổ tử cung đây chính là cái nơi mà em bé sẽ ra đời, sẽ đi ra qua cái cổ tử cung để ra đời. Thế bây giờ anh làm cái thẹo mà anh Linh biết rồi. Bây giờ mình mà có cái thẹo là cái chỗ cái thẹo đó nó sẽ cứng, nó thành thẹo, thì đâm nó cái giãn nở cổ cung không có, nó ảnh hưởng đến trong quá trình sanh đẻ đó. Rồi thậm chí là anh diệt tuyến có thể là anh mắt anh nhìn anh đâu có thể là làm cho đúng được, cho nên có thể là cái mô sẹo nó lan rộng ra đấy, thì nó cũng làm cho cái ảnh hưởng đến cái quá trình mà sanh đẻ này, quá trình sinh hoạt ở cái cổ tử cung này. Yeah. Thưa bác sĩ, ngoài diệt tuyến thì để điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung hiện nay còn có phương pháp clip. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cái phương pháp clip là gì ạ? Dạ, cái phương pháp này thì là người ta gọi là, tức là phải diễn tả sao cho anh với lại quý khán giả đều thấy. Tại vì đại khái là diễn tả cho anh này, nó có một cái cây, xong trên nó có cái dòng bằng kẽm đó, nó giống như là một cái khoanh á đó. Rồi khi mà mình làm á, là mình cái cổ tử cung anh đây thí dụ như vậy, thì mà có cái tổn thương mà người ta nghi là ung thư thì người ta mới lấy cái khoanh đó đó, cái khoanh đó người ta mới quét một lỗ vào đây, thì cái bản thân của cái điện từ mà đi qua cái thanh đó, vì cái thanh đó nó nối với dòng dây điện đó, thì nó sẽ làm lành cái phần còn lại. Nhưng mà cái phần này chủ yếu là để mang đi thử xem có tế bào ung thư hay không. Yeah. Chứ không phải là một cái cách điều trị. Nhưng phương pháp này có an toàn không ạ? Dạ, cái này phải thực hiện tại các bệnh viện chứ không làm bất cứ ở đâu được. Cho nên là mà đã ở bệnh viện thì là phải an toàn. Để phòng ngừa cái bệnh này thì chị em phụ nữ cần phải làm gì? Dạ, để phòng ngừa cái bệnh viện này, cái bệnh này thì tốt nhất, đấy là cũng theo như khuyến cáo của ngành y tế Việt Nam, là không bệnh cũng phải đi khám tối thiểu là 6 tháng một lần. Đó. Và khi anh có cái cảm giác ngứa ngáy, khó chịu gì ở cái phần ở dưới, đừng ngại, đừng mắc cỡ. Đó. Mà cũng đừng có sợ thầy thuốc. Đó. Mà nên đi khám ngay. Đấy. Và cũng xin là các đức ông chồng hỗ trợ bà vợ trong cái chuyện này, động viên.
đó, ừ, em bệnh em đi khám đi. Thế nhiều khi tôi gặp rất là nhiều chị em phụ nữ đó, cứ họ khám một cái, vậy cái bệnh này có lây ông chồng em không, rồi ông chồng em có lây cho em không đó, rồi em phải cử ông chồng em bao nhiêu lâu. Thế nhưng mà nếu ông chồng dắt vào một cái, dắt đến khám nói đây em khám cẩn thận đi, cho bác sĩ chữa cho em cho hết bệnh, thì người vợ sẽ rất là yên tâm và không bớt cái mắc cỡ của mình. Động viên và chia sẻ với vợ mình. Động viên và chia sẻ. Ngoài ra còn một điều nữa, Linh nghĩ rằng nãy giờ bác Nguyễn Thế Hà nói rằng cái nữ vương nêu đó là một trong những cái phần hỗ trợ điều trị rất là tốt. Vậy thì chị em phụ nữ nên phòng ngừa, có thể uống nữ vương nêu được không ạ? Được anh, là tại vì cái này nó không phải là, hầu hết nó cũng chỉ là chiết xuất từ các cái, thí dụ như là các cái cây như nói này, cây giúp cá này, rồi một vài cái chế phẩm khác nữa, nhưng mà là từ thực vật đó. Mặc dù là cái thực vật đó nó rất là gần gũi với mình, nhưng khi người ta đã đổ một cái công nghệ để người ta lấy cái đó người ta làm cho mình thì nó rất là hay anh. Dạ, không cần phải có bệnh mới uống, mà có thể uống trước để người ta hỗ trợ cái chức năng đó. Vì nó đây nó là cái hỗ trợ cái kháng thể của mình, cái chức năng của mình, thì cái sản phẩm này có thể là, nhưng mà nếu như mà anh chưa có bệnh mà nói anh uống đi thì hơi khó, nhưng mà khi anh có bệnh rồi thì anh có thể yên tâm là à tôi uống thêm cái này để cho nó mau lành bệnh. Ngoài cái mà anh đi khám ra thì bản thân người phụ nữ cũng phải giữ gìn vệ sinh đó, giữ vệ sinh để cho nó đừng có trở thành bội nhiễm, nó thành viêm lộ tuyến nữa. Anh lộ tuyến là thôi của anh rồi đấy, nhưng mà anh đừng trở thành cái viêm lộ tuyến. Thì nhẹ nhàng nhất đó là anh có thể xài các cái dung dịch phụ khoa, thí dụ như là nữ vương gel đó, rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, không có cái gì bị ấy. Vì cái thành phần của cái sản phẩm này á thì nó cũng phù hợp với lại cái cơ thể của người phụ nữ, phù hợp, người ta gọi chính xác theo từ y khoa đó, tức là cái pH của cái sản phẩm này nó cũng phù hợp với cái pH của âm đạo, cho nên là không có sợ bị thay đổi cái gì về cái chuyện này hết, mà nên xài hàng ngày để cho nó vừa yên tâm vừa sạch sẽ đó, mà nó bớt cái bị tiếp xúc với bệnh. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Chúng ta vừa trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thế Hà. Hy vọng rằng những cái kinh nghiệm chia sẻ đó, chị em phụ nữ sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chăm sóc sức khỏe chính mình. Và nên nhớ rằng có hai cái sản phẩm cũng rất quen thuộc với các chị em nữ giới, đó là nữ vương nêu và nữ vương reo quý vị nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: viêm lộ tuyến cổ tử cung là một trong những nguyên nhân gây vô sinh đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 500.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0963658XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Thông thường, khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, các bác sĩ chỉ định thuốc chống viêm tại chỗ để lộ tuyến hết viêm. Đôi khi kết hợp cả thuốc uống nếu lộ tuyến bị nhiễm nấm hoặc các tác nhân lây qua đường tình dục khác. Sau khi điều trị hết viêm, các biện pháp như đốt điện, đông lạnh, laser sẽ được áp dụng để diệt lộ tuyến. Trước khi đốt, các bác sĩ sẽ soi cổ tử cung hoặc làm phiến đồ âm đạo để phát hiện những bất thường của tế bào tử cung. Khi đốt điện, lỗ cổ tử cung có thể bị chít hẹp, cổ tử cung sẽ có sẹo cứng nên việc thụ thai có thể bị ảnh hưởng, cũng như gây một số khó khăn trong quá trình sinh đẻ tự nhiên. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung có kèm hoặc không kèm viêm phần phụ đã được điều trị bằng thuốc đặc và thuốc uống phụ khoa nhưng vẫn bị tái phát hoặc tái nhiễm nhiều lần sau khi bệnh đã tạm ổn nhờ được điều trị bằng thuốc tây. Mất cân bằng pH âm đạo cùng với lộ tuyến làm cho khí hư ra nhiều hơn, là môi trường cực kỳ thuận lợi cho nhiễm nấm, trùng roi, tạp khuẩn. Đây chính là nguyên nhân cơ bản làm cho viêm lộ tuyến cổ tử cung cũng như viêm âm đạo dễ bị tái phát và khó điều trị dứt điểm. Với những lý do trên, cần thiết phải điều trị dứt điểm viêm lộ tuyến cổ tử cung nói riêng và viêm nhiễm phụ khoa nói chung. Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học, các loại thảo dược có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn mạnh và có khả năng tái tạo các tổ chức viêm loét như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm có hiệu quả rất cao trong chữa trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Các thảo dược quý ở trên cùng với kỹ thuật bào chế đặc biệt là chìa khóa vàng để điều trị khỏi viêm lộ tuyến cổ tử cung.
Nữ Vương Niu với các thành phần chính là các thảo dược trên được bổ sung thêm một số thành phần mới như Imugamma và Brettinolone với mục đích nâng cao hơn hiệu quả điều trị. Nữ Vương Niu có tác dụng diệt hết các tác nhân gây bệnh, làm lành các tổn thương của viêm và lộ tuyến, đồng thời làm tăng sức đề kháng và tạo cho âm đạo một môi trường pH cân bằng. Nhờ vậy, các tác nhân gây bệnh khó xâm nhập. Sau khoảng 2 đến 4 tuần uống Nữ Vương, các biểu hiện như da khí hư nhiều, khí hư có màu, có mùi, ngứa ngáy sẽ giảm hẳn. Nhưng để lành hẳn tổn thương cổ tử cung, cần phải sử dụng sản phẩm liên tục từ 3 đến 6 tháng. Vì vậy, bệnh nhân cần phải kiên trì và tuân thủ đúng phác đồ điều trị để đạt kết quả tốt nhất. Khi đã có kết quả điều trị tốt, để phòng tránh tái phát bệnh, cần chú ý thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh vùng kín đúng cách. Vệ sinh không tốt sẽ là môi trường lý tưởng để vi khuẩn gây hại phát triển. Ngoài sản phẩm Nữ Vương giúp hỗ trợ phòng và điều trị dứt điểm các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, sản phẩm Nữ Vương Gel ra đời giúp chị em có thêm lựa chọn chăm sóc cho vẻ đẹp thâm kín. Với chất xuất hoàn toàn từ thảo dược, không có chất kích ứng nên an toàn tuyệt đối. An toàn trong việc làm sạch, sáng da vùng kín và lưu hương thơm, đồng thời duy trì độ ẩm, độ pH tự nhiên, góp phần ngăn ngừa bệnh phụ khoa. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Còn bây giờ thì bác sĩ Nguyễn Thái Hà và Vũ Linh phải nói lời chào tạm biệt bởi vì thời gian phát sóng đã hết. Cảm ơn công ty dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Nếu như có những thắc mắc, quý vị cứ gọi điện thoại về chúng tôi với số điện thoại rất quen thuộc 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 quý vị nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, chăm sóc bảo vệ vùng kín. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. An Chỉ Vương chứa thành phần từ thiên nhiên cùng với công nghệ bào chế hiện đại, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trị an toàn cho người sử dụng, có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chỉ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trị. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Imugamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi người đều thắc mắc tại sao tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như thế mà Kiên vẫn có sức khỏe để đạt thành tích cao trong cả thể thao lẫn học tập. Có được thành công đó là nhờ ba mẹ đã bổ sung cho Kiên đầy đủ và đúng giai đoạn dậy thì các dưỡng chất cần thiết. Và quan trọng nhất là MK7 giúp hấp thu canxi từ máu và xương. Viêm nén Vitin Vinh Gia chứa các dưỡng chất thiết yếu, phát triển chiều cao và trí tuệ cho tuổi teen, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương. Vitin Vinh Gia, nâng tầm cao và trí tuệ Việt, sản phẩm của dược phẩm Vinh Gia. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh.